Tây Nguyên Thủy có ghi rõ trước khi tìm ra con đường giác ngộ, Đức Thế Tôn đã học từ các vị thầy ngoại đạo đến khác đến phi tưởng xứ định ấy vậy mà không có kết quả rốt ráo khiến ngài phải từ bỏ các vị thầy ấy. Con có hai câu hỏi. Thứ nhất, khi giác ngộ ngài nói về bốn tầng thiền và sau bốn tầng thiền mới lên cấp độ cao hơn là phi tưởng, phi tưởng xứ định rồi diệt thọ tưởng định, như vậy phải chăng bốn tầng thiền có cấp độ thấp hơn phi tưởng xứ định? Sư giải thích trước cái chỗ này. Đó là chúng ta có bốn tầng thiền sắc giới và bốn tầng thiền vô sắc giới. Bốn tầng thiền sắc giới là bao gồm là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Theo A Tỳ Đàm đó, thì sơ thiền chia ra làm hai, có nghĩa là sơ thiền có tầm có tứ và sơ thiền có tầm không có tứ. Đấy thì A Tỳ Đàm chia ra làm hai, cho nên là có ngũ thiền. Còn theo kinh Tạng Kinh á, thì là tứ thiền. Tạng Kinh là có tứ thiền, và sau tứ thiền đó là tứ thiền sắc giới, sau đó là lên đến tứ thiền vô sắc giới, là bao gồm là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ha, có nghĩa là chúng ta có bốn tầng thiền sắc giới và bốn tầng thiền vô sắc giới. Tiếp, nếu như vậy phải chăng bốn tầng thiền cho tới phi tưởng xứ định đều là Đức Thế Tôn học từ ngoại đạo cho đến khi giác ngộ ngài mới tìm ra cách thiền rốt ráo là diệt thọ tưởng định chăng? Quý vị nên hiểu như thế này, ngoại đạo không có nghĩa là tà đạo, ngoại đạo không có nghĩa là ác đạo. Chẳng qua đó là khi mà các vị đó thực hành cái pháp thiền không đi đến cái con đường chứng ngộ niết bàn giải thoát khổ đau thì chúng ta gọi đó là đi chưa có đúng hướng, chứ nó không mang ý nghĩa ác. Nó không mang ý nghĩa ác theo cách hiểu thông thường, có nghĩa là anh thực hành theo cái phương pháp ác đó anh sẽ đi địa ngục nha. Cho nên cái ngoại đạo, ngoại ở đây có nghĩa là bên ngoài đó, thì chúng ta gọi là ngoại đạo chẳng qua là những người không đi theo Phật pháp, không đi theo chánh pháp. Thành ra hai vị thầy đầu tiên đó của Đức Thế Tôn, các vị đó, một vị là chứng hai hai vị đó đều chứng chứng thiền, thì sau khi chứng thiền thì hai vị đó đều sanh về cõi Phạm Thiên, cõi vô sắc giới. Thì như vậy đó, hai vị đó không phải là ngoại đạo theo cái nghĩa là ác đạo nha, mà chẳng qua là hai vị đó chưa có tìm được con đường đưa đến giác ngộ giải thoát. Thành ra đó, 8 tầng thiền chứng có nghĩa là 4 tầng thiền sắc giới và 4 tầng thiền vô sắc giới là con đường tu hành của tất cả chúng sanh vào thời kỳ chưa có, không có một vị chánh đẳng chánh giác ra đời. Và đó là tinh túy của chúng sanh, tinh túy của chúng sanh khi mà họ chưa được giải thoát. Cho nên Đức Thế Tôn không có phủ nhận 8 tầng thiền chứng. Và Đức Thế Tôn vẫn khuyến khích các hàng tỳ kheo cũng như các cái hàng cư sĩ nên tu tập các tầng thiền chứng. Nhờ như vậy đó thì vì nhờ cái định của các cái tầng thiền đó, vì đó sẽ dễ dàng hơn sử dụng cái định đó thực hành cái pháp tuệ quán soi chiếu danh sắc, thấy rõ bản chất của vấn đề, thấy rõ tam tướng và từ đó giải thoát khổ đau. Đó. Và cái cách nói là cho đến khi giác ngộ ngài mới tìm ra cách thiền rốt ráo là diệt thọ tưởng định thì đó là một cách nói nó chưa có đúng. Chưa có đúng. Bởi vì cái diệt thọ tưởng định á nó chỉ là cái công cụ thôi, nó chỉ là cái tác dụng thôi.
Sư nói lấy ví dụ như một cái anh đầu bếp, một cái anh đầu bếp thì ảnh có khả năng là nấu, luộc, chiên, xào, hấp. Và khi mà ảnh, thí dụ như ảnh cắt củ cải, ví dụ như vậy, thì một anh đầu bếp giỏi đó, ảnh có thể ảnh cắt củ cải và thành những cái lát rất là nhỏ và đều nhau. Thì như vậy đó, chúng ta không thể nào chúng ta nói là một cái anh đầu bếp giỏi là ảnh phải cắt cái củ cải đều nhau thì ảnh mới là một anh đầu bếp giỏi. Không phải như vậy, không phải như vậy. Mà anh đầu bếp giỏi thì ảnh có thể cắt củ cải, nhưng không phải cứ cắt củ cải là lại thành đầu bếp giỏi. Và cái chuyện mà cắt củ cải đó, nó không nói lên toàn bộ cái tài năng của một cái anh như một cái đầu bếp. Cũng như vậy, khi mà một vị chứng đắc được 8 tầng thiền chứng là phi tưởng, phi vi tưởng đấy, cộng thêm vị đó chứng ngộ đạo quả giải thoát tối thiểu là A-na-hàm, thì vị đó có thể nhập vào cái diệt thọ tưởng định. Thì cái việc nhập vào diệt thọ tưởng định đó là một cái kỹ năng, một cái khả năng, chứ nó không phải là cái gọi là cái thiền rốt ráo. Nhớ cái sự cái rốt ráo đó là cái khả năng biết rõ niết bàn, cái khả năng nhận thấy được niết bàn, chứ không phải là cái chuyện là diệt thọ tưởng định. Cái diệt thọ tưởng định đó nó chỉ là một cái kỹ năng ở trong đó mà thôi. Cho nên dù cho một cái vị chứng bát định, có là chứng 8 tầng thiền đó, mà vị đó không không vào diệt thọ tưởng định, vị đó là một vị A-la-hán mà không vào diệt thọ tưởng định thì cũng không sao. Cho nên cái cách nói như vậy là nó chưa có ổn.